chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết du lịch tối ngày hôm nay của kênh VTC 14, đài truyền hình tần số VTC. Thưa quý vị, sáng nay thì miền Bắc nước ta có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến là dưới 10mm. Mưa nhiều tập trung ở tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Tại khu vực Mẫu Sơn của Lạng Sơn sáng nay đã có gió giật 17m/s. Trong 24 giờ qua, thì khu vực miền Trung ở phía Bắc của đèo Hải Vân có mưa nhỏ với lượng không nhiều. Trong khi đó, thì phía Nam đèo Hải Vân có mưa rào. Ở tại La Di của Bình Thuận ghi nhận mưa to với lượng 29mm. Đối với vùng cao Tây Nguyên thì mưa rào nhẹ chủ yếu tập trung tại các tỉnh phía Nam. Trong khi phần phía Bắc thì thời tiết vẫn còn khá khô ráo, hầu như không mưa, ban ngày trời nắng. Xuống đến khu vực Nam Bộ thì do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng từ 5 đến 7 độ Vĩ Bắc, kết hợp với nhiễu động trong trường gió đông trên cao nên về chiều tối và đêm tiếp tục có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, ban ngày thời gian nắng gián đoạn. Vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết các khu vực trên cả nước trong 24 giờ qua. Sau đây sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, dự báo trong 24 giờ tới thì vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ có xu hướng phát triển và mở rộng ra phía Đông, chi phối thời tiết khu vực nên trời ít mưa, ban ngày mây thay đổi, nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng dần. Tại các điểm du lịch như Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, nhiệt độ thấp nhất đêm nay khoảng 18 đến 23 độ và cao nhất ngày mai đạt mức là 27 cho đến 31 độ. Sang đến khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ thì khối không khí lạnh suy yếu lệch đông tạo điều kiện cho đới gió đông nam ẩm hoạt động và mang hơi ẩm từ biển vào đất liền, gây tình trạng nhiều mây kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn cho khu vực. Từ vùng núi của Lạng Sơn, Hà Giang xuống đến miền đồng bằng là thủ đô Hà Nội và Nam Định, ban đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, thuận lợi hơn cho du lịch. Nhiệt độ thấp nhất là khoảng 21 cho đến 22 độ và cao nhất duy trì ở mức là 25 đến 27 độ. Đối với khu vực Trung Bộ phía Bắc đèo Hải Vân thì khối không khí lạnh suy yếu nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết ở khu vực này. Tại thành phố Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đông Hà của Quảng Trị, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ban ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu với nền nhiệt độ trong ngày ở vào khoảng là 23 đến 28 độ. Tiếp theo là khu vực Trung Bộ ở phía Nam đèo Hải Vân. Nhiễu động gió đông hoạt động yếu sẽ còn gây mưa cho khu vực này trong 24 giờ tới. Tuy nhiên mưa chỉ tập trung tại các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ. Cụ thể như là Nha Trang của Khánh Hòa và Phan Thiết của Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông gây ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Ban ngày thì vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 cho đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên nằm ở phía bắc của rãnh thấp nên Tây Nguyên tiếp tục có mưa dông trong 24 giờ tới. Vùng mưa nhiều tập trung ở phần phía nam. Tại các điểm du lịch nơi đây, thời tiết duy trì trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông. Khả năng là Đà Lạt sẽ có mưa nhiều hơn so với Kon Tum và Buôn Ma Thuột. Nhiệt độ trong ngày ở Đà Lạt chỉ khoảng từ 16 đến 24 độ. Trời lạnh về đêm và sáng sớm. Xuống đến khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ tới thì rãnh thấp xích đạo sẽ tiếp tục là nguyên nhân gây mưa rào và dông rải rác cho Nam Bộ về chiều tối. Có nơi mưa vừa mưa to, ban đêm có mưa vài nơi. Tại Tây Ninh, Vũng Tàu, Cần Thơ và Bạc Liêu, thời điểm thích hợp cho các hoạt động diễn ra ngoài trời là khoảng từ sáng đến trưa. Lúc này thời tiết ít mưa và có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất là khoảng 32 đến 33 độ, thấp nhất là 25 độ. Thưa quý vị, Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp thơ mộng với những bãi cát trắng, biển xanh, nắng rực và khu rừng xanh ngắt. Đến với Long Hải thì quý vị và các bạn có thể thoải mái vùng vẫy, lặn ngụp trong dòng nước mát lạnh, tận hưởng bầu không khí trong lành. Ngoài tắm biển thì chúng ta còn có thể thỏa sức thưởng thức hải sản tươi ngon. Do nằm trong xu thế chung của Nam Bộ nên Long Hải sẽ có nắng vào ban ngày và khả năng mưa sẽ xảy ra về chiều nên du khách cần phải lưu ý. Cuối cùng là những thông tin thời tiết tại các điểm du lịch biển đảo trên cả nước. Trong 24 giờ tới thì khối không khí lạnh suy yếu nên sóng gió trên các vùng biển cả nước sẽ có cường độ không mạnh. Tuy nhiên do sự tồn tại của giải thời tiết xấu ở phía Nam nên các vùng biển phía Nam có mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, không thuận lợi cho các hoạt động du lịch ở tại Côn Đảo và Thổ Chu. Trong khi đó thì khu vực đảo Cô Tô và Cù Lao Chàm chỉ có mưa ở vài nơi. Nhiệt độ trong ngày phổ biến khoảng 22 đến 27 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch tối ngày hôm nay của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!